Kính thưa quý vị khán giả, thời gian vừa qua đã xảy ra tình trạng nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn do bị cắt giảm đơn hàng, dẫn đến một bộ phận không nhỏ người lao động cũng đã bị giảm thời gian làm việc, thậm chí là chấm dứt hợp đồng lao động, ảnh hưởng nghiêm trọng tới thu nhập đời sống của họ. Mới đây, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành quyết định về việc tiếp tục hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 31 tháng 12, số tiền hỗ trợ từ 1 đến 3 triệu đồng, trích từ kinh phí công đoàn. Thời gian thực hiện hỗ trợ từ ngày 1 tháng 4 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31 tháng 1 năm 2024. Thời hạn hoàn thành thủ tục hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động chậm nhất trong ngày 31 tháng 3 năm 2024. Người lao động được hỗ trợ khi đủ các điều kiện sau: bị giảm thời gian làm việc hàng ngày hoặc giảm số ngày làm việc trong tuần hoặc trong tháng trừ trường hợp giảm thời gian làm thêm giờ hoặc bị ngừng việc theo khoảng 3 điều 99 Bộ luật Lao động từ 14 ngày trở lên. Đoàn viên người lao động được xem xét hỗ trợ chính sách do bị giảm thời gian làm việc, ngừng việc, nghỉ việc, không lương phải đang làm việc theo hợp đồng lao động. Đoàn viên người lao động được xem xét hỗ trợ chính sách do bị chấm dứt hợp đồng lao động mà không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp phải làm tại doanh nghiệp trước thời điểm chấm dứt hợp đồng ít nhất 90 ngày đoàn viên người lao động được chi trả hỗ trợ một lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản